Anh Huấn Hoa ông ơi, em vẫn chưa nhận được 27 củ từ hôm qua mà anh hứa là trong ngày hôm nay anh sẽ ra ngân hàng anh chuyển cho em. Nói chung là cùng là Yên Bái nhưng mà em lấy vợ chồng anh Hà Yên Bái cho em 4-5 mét, còn anh mới có 2-3 mét thôi. Mà anh đẳng cấp như thế mà anh này để anh Hà anh hơn phân thì nghe nó buồn cười anh Huấn ạ. Mà trong ngày hôm nay em chưa nhận được đồng nào cả. Mà nếu mà em thì em cũng cảm ơn và ghi nhận, chứ em chưa bao giờ em trách móc hay gì cả, nhưng mà anh không nói nào được thì anh đừng có nói ra. Nói giữa ba quân hôm qua bên em 12k view, bên anh cũng tầm 5k view, nói làm gì? Nếu chưa làm được thì nói làm gì anh? Trong ngày hôm nay anh không làm được thì bây giờ thì nó mất hay, còn cũng không sao cả, anh không làm được thì cũng không sao cả, nhưng mà nó tự nhiên nó thành ra kiểu anh em mình nó như kiểu trò con khỉ trên mạng ấy. Và đây em cảm ơn tất cả những anh em đã giúp Khánh, là anh Nguyễn Văn, anh Hoàng Văn Vinh, Yên Thế Bắc Giang 20k, anh Nguyễn Văn Hoàng Vĩnh Phúc 111 đồng, anh Thành Đắc Lua Đồng Nai 12.345 đồng, anh Đô Nha Trang 99.999, Phạm Văn Quân 23.100, anh Vũ Văn Thao Bắc Linh 11.111, anh Dũng Em 36 Thanh Hóa 200k, em Quân 81 Gia Lai 99.999, anh Nguyễn Huy Vĩnh Phúc 24k, AB Nguyễn Gia Ban 1.500.000, một củ dưới. Anh AB Nguyễn em cảm ơn anh nhiều, chúc anh bên Nhật Bản luôn luôn chắc tay chèo, mang quả tẻo cho mẹ, mang kề về xứ điện nước nhá. Cảm ơn anh Vũ Đình Trương 30k, em Vũ Phan Đông Anh Hà Nội 30k, anh Hoàng Lương 55k, em Bùi Tùng Linh Hưng Yên 20k, em Thiện Hí Đông Triều Quảng Ninh 33.333, em Nguyễn Văn Tiến 20k, anh Nguyễn Khánh Taxi Việt Yên Bắc Giang 100k, anh Lê Cảnh Lý Nhân Hà Lam 86.868, anh Nguyễn Tiến Thuận, Nguyễn Tiến Thuận Hà Tĩnh 20k, anh Tú sinh viên đại học Thái Nguyên 54k, anh Hiển 11.111, anh Nguyễn Văn Hưởng 22.222, là anh ống thép Việt Hưng Thanh Hoài Hà Nội đấy, là anh Nguyễn Văn Hưởng, anh Nguyễn Huy Đạt 22.222, em Nam Thanh Hóa 50k, anh Vinh Hiệp Vĩnh Phúc 20k, em Phạm Công Vũ Đà Nẵng 999.999, anh Giang 18cm 100k, em Vũ Mạnh Hùng An Náo Hải Phòng 11.111, anh Thắng Béo Mê Linh Hà Nội 22.222, anh Bắc Gu Xì Tam Điệp Linh Bình 500k, anh Hồ Sĩ Phương Nghệ An 66k, anh Dương Thái Nguyên 500k, anh Trọng Nghĩa 10k, em Vương Bắc Giang 22.222, anh Trần Văn Khánh Nghệ An 370k, anh Alexander Dương, anh Alexander Dương Cẩm Phả Quảng Ninh 50k, anh Thi Nghệ An 10k, anh Thân Văn Dũng Bắc Giang 20.222, anh Phan Trọng Yên Bái 9.999 đồng, anh Nguyễn Văn Việt Vĩnh Phúc 22.222 đồng, anh Phạm Văn Hùng Tứ Kỳ Hải Dương 10k. Đấy, thế là những người anh em thiện lành đã giúp em Khánh. Còn đâu đây là thêm người bán người nữa này, anh Nguyễn Văn Thanh Linh Hiệp 200k, Nguyễn Văn Thành ấy. Anh Huấn Linh Hiệp thì đấy 68.686 đồng, anh Cao Cường Chi Phương Bắc Linh 9.028 đồng, anh Nguyễn Đức Giang Bắc Giang 123.456, anh Nguyễn Văn Luận 100k, anh ở Đắk Nông. Ok, cảm ơn cả nhà nhé. Em chúc tất cả những người anh em giúp em Khánh và những người anh em chưa giúp và sẽ giúp và chưa giúp và mãi mãi không giúp, nhưng mà có như là chúc giúp em Khánh, thì em cũng cảm ơn mọi người, chúc mọi người và gia đình sức khỏe dồi dào, tiền vô vào, gặp nhiều may mắn nhá anh Huấn ơi. Ok anh Huấn nhá. Ok anh Huấn Hoa Hồng, chưa thấy gì cả, chưa có gọi nhớ nào cả anh Huấn ạ, chưa có gọi nhớ nào anh Huấn ạ.